Chào mừng các bạn đến với Laptop Shorty Shop.com. Tôi là Đặng Thi. Trong năm nay, nếu như các bạn đang cần tìm cho mình một trong những chiếc laptop Dell mà có thể giải trí và cũng như là đồ họa một cách mượt mà với cái mẫu mã đẹp, sang trọng, chúng ta có thể lựa chọn ngoài Watch Pro đó là Inspiron. Xin giới thiệu hôm nay trước mặt chúng ta hai mẫu laptop đến từ Inspiron rất đẳng cấp, với vẻ ngoài tuyệt vời cũng như là với công năng hiệu quả và giá nó rất phải chăng. Inspiron 5570. Ở đây có hai phiên bản Core i5 và Core i7 để chúng ta có thể có so sánh về cái tốc độ. Về mẫu mã thì hai mẫu này đều một cái form như nhau. Trong năm 2019 này thì hai phân khúc này rất là được nhiều bạn yêu thích, vì đơn giản nói về giá, nếu như một con Core i5 thì dao động khoảng tầm 16 triệu bạn có thể đã có cho một chiếc laptop rất đẹp với cái vỏ hợp kim nguyên khối như thế này. Còn nếu như Core i7 thì bạn có thể chỉ cần tầm từ 20.590.000 đồng, cái là mức giá hiện tại của tháng 7 này nhé. So với cái giá thị trường thì khoảng từ 25 triệu bạn có thể rẻ hơn được rất là nhiều để có cho mình một chiếc Core i7 RAM đến 8GB và đặc biệt là ổ cứng M2 SATA và hai ổ cứng, thêm một ổ cứng HDD1T nữa, cạp màn hình rời, màn hình Full HD. Hầu như đó là những cái điều rất là hoàn hảo cho một chiếc laptop Dell nổi tiếng đình đám trong năm mới này. Chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn trong từng mẫu nhé. Đầu tiên trước mặt bên tay trái chúng tôi là chiếc Core i5. Về mặt ngoài thì hãng đã làm một cái màu sáng bạc, có độ nhám nhẹ. Bên trong là lớp mặt kim loại nhựa, được phủ thêm một lớp kim loại nhẹ, cảm nhận như nó có hợp kim nhẹ một phần để giúp cho chiếc máy nó nhẹ hơn. Chúng ta nhìn bên trong với màn hình Full HD 15.6 inch, đặc biệt là máy có thêm giải phím số rất tiện lợi, các cái phím hở ra khoảng hở nó thưa nhiều, chúng ta gõ bàn phím một cách rất là dễ dàng và không có chạm tay với nhau. Cái touchpad cũng rất là hay để có thể dễ dàng chọn lựa những cái cách chúng ta theo thời ngày nay rất là nhiều. Khi chúng ta nhìn từ bên ngoài đến trong thì tôi cảm nhận rằng chiếc máy này sử dụng hai tông màu, đó là đen và trắng, và phối với nhau để tạo ra cái nét duyên dáng cho chiếc laptop. Chiếc laptop 15.6 inch là một loại laptop to, tuy nhiên chúng ta nhìn chiếc laptop này chúng ta thấy nó không quá lớn, bởi vì các cái cạnh được dạt rất là mỏng, khi gặp lại cũng rất là nhỏ gọn, nên cảm nhận chiếc laptop nó thon thả và nó rất là dễ chịu, chúng ta có thể dễ dàng bỏ vào ba lô. Nói đến hãng Dell thì chúng ta đều biết rằng hãng Dell là một trong những hãng hàng đầu thế giới về chất lượng, độ bền và cái tính đa năng dễ sử dụng cho giới văn phòng. Các bạn trẻ thường hay dùng Dell Inspiron cho công việc, bởi vì máy nó có giá nè, giá trị cao, nhiều cổng, nhiều cái DisplayPort, rất là tiện lợi cho việc sử dụng văn phòng suốt cả ngày mà ít khi nào mà bị lỗi, bị hư. Ở đây chúng ta thấy mặt trước của máy hoàn toàn không có bất kỳ cổng nào, một nút power duy nhất, number key. Rồi chúng ta cũng xem thử bên hông nhé. Đây là đuôi cổng sạc ha. Một đặc biệt là chúng ta thấy có một cổng USB-C kế bên, họ vẫn giữ những cổng tân tiến, đó là HDMI nè, họ vẫn giữ cổng LAN vì họ hiểu rằng những bạn làm đồ họa sẽ phải sử dụng cổng LAN này. Hai cổng USB, một cái headphone micro chung. Mặt hông trái thì họ vẫn duy trì cho một ổ DVD. Theo tôi nghĩ thì điều này cũng không cần thiết, bởi vì ngày nay chúng ta hầu như đã bỏ cái ổ DVD. Tuy nhiên họ giữ cho một ý đồ có thể chúng ta để trải nghiệm những cái liên quan đến phần mềm cài đặt ổ đĩa, thì chúng tôi nghĩ rằng sắp tới trong 2019-20 này sẽ hầu như là bỏ hết ổ DVD rồi. Ở đây có chúng ta thấy một thêm một cổng USB nữa. Ở đây là một cổng SD card, khóa cây sinh tinh. Mặt sau thì hầu như không có cái gì hết. Chúng ta thấy khe tải nhiệt được giấu bên đây, rất là tinh tế, rất là hay. Mặt dưới của máy chỉ một khe tải nhiệt nhỏ nữa với cái logo Inspiron. Đây là loại hàng mới chậm chậm nhé. Ở đây chúng ta thấy là cấu hình Core i5 thế hệ thứ 8, chính xác hơn thì là 8550U. Hiện tại cái cấu hình của chiếc laptop này đang sử dụng là Core i5 8250U, RAM 4GB với hai ổ cứng là ổ cứng HDD1T và ổ cứng M2 SATA 128GB. So với loại ổ cứng SSD thông thường thì ổ M2 SATA là một trong những ổ công nghệ cao hơn với tốc độ nhanh hơn rất là nhiều, nên chúng ta an tâm cho việc sử dụng cái chương trình của chúng ta một cách tốc độ tuyệt vời nhất thế giới.
Đặc biệt là RAM là chúng ta vẫn có thể nâng cấp lên đến 16GB nếu cần thiết. Thông thường thì chúng ta chỉ nâng cấp lên 8GB là hợp lý rồi. Với một cái 4GB DDR4 thì dao động khoảng tầm 1,2 triệu, chúng ta sẽ có được một cái tốc độ khá hoàn hảo. Trong chiếc laptop này thì chúng ta có thể thấy rằng là máy sử dụng card màn hình rời AMD Radeon 530 2GB kết hợp với cái màn hình Full HD, thì chúng ta có thể an tâm cho việc sử dụng những cái chương trình vẽ vời như là Photoshop, AutoCAD, render các cái phần mềm Revit chẳng hạn một cách tương đối khá hoàn hảo. Một số bạn thì nghi ngại rằng AMD nó sẽ nóng quá hay không, nó nguy hiểm hay không, nó có thể chết máy không, thì xin thưa rằng trên thế giới hiện nay chỉ có hai hãng duy nhất, đó là AMD và NVIDIA GeForce thôi. Thì nếu như chúng ta chọn lựa thì ở nước ngoài người ta rất là phổ biến quen việc sử dụng chọn lựa dòng AMD, nhưng ở đây chúng ta có thể chọn lựa phương án này vì máy này được tích hợp cả hai cái loại card màn hình onboard và card màn hình rời. Như thế khi bị sử dụng, nếu mà màn hình bạn sử dụng trong việc đơn giản bình thường thì bạn không cần phải máy tự động chuyển đổi ở chế độ onboard, nếu như bạn sử dụng đồ họa thì máy đã chuyển đổi qua card màn hình rời. Điều đó nó giúp cho máy tiết kiệm được pin, được tiết kiệm được cái độ nóng, nói chung là tải nhiệt đỡ hơn, vì thế cái giá trị độ bền của nó cũng tăng lên rất là nhiều. Chúng ta không đáng lo vấn đề này nhé. So với chiếc kế bên là chiếc Core i7, về ngoại hình chúng ta thấy nó như nhau. Với tầm giá hiện tại của Core i7 thế hệ thứ 8 mới nhất này, hiện tại là ở mức giá là 20.590.000 đồng với cấu hình là i7, chip nó cao hơn 8550U. Trong đây đặc biệt là RAM đã luôn là 8GB rồi, vẫn là hai ổ cứng 128 SSD M2 Star và một ổ cứng 1T, màn hình Full HD. Các màn hình cũng không có thay đổi. Có thay đổi là AMD Radeon 530 4GB. So với cái chiếc i5 thì chỉ có Radeon 2GB thôi. Chúng ta sẽ xem kỹ hơn. Cho nên họ cũng đã trong cái giá nó cũng có thay đổi tí xíu so với cấu hình Core i5 để cho tạo sự phân biệt rõ ràng. Nếu như bạn có điều kiện khá hơn, bạn có thể chọn cái con này thì nó sẽ đây Radeon 530 lên đến 4GB, trong khi con i5 thì khoảng có 2GB. Dù rằng này nếu như bạn sử dụng những phần mềm đơn giản sẽ không cảm nhận đâu. Chúng ta chuyên dụng cho đồ họa thì chúng ta sẽ thấy nó có một sự khác biệt tí xíu về tốc độ. Cả hai màn hình đều là màn hình Full HD. Với tôi thì mẫu Dell là một trong những mẫu hàng đầu, họ không quá chú trọng về cái mẫu mã độ bền, họ chú trọng hơn về độ bền. Còn mẫu mã thì họ vẫn giữ một cái nét truyền thống của họ, nghĩa là hình những cái bo cạnh nó hơi bầu tí xíu, nhưng thật sự thì nó đạt một cái hiệu quả về giá trị thương hiệu rất lớn và cũng như là độ bền của máy rất là hoàn hảo. Nó giống như xe gắn máy, chúng ta nếu chúng ta chọn một cái loại xe mà hoàn hảo nhất thì chỉ là xe Honda. Còn nếu chúng ta dân chơi, chúng ta muốn xài những loại gì đó thì các bạn có thể chọn Exciter hay là của Yamaha hay là Suzuki chẳng hạn. Ở đây thì Dell là một trong những thương hiệu không cần phải nói đến độ bền, họ đã luôn luôn khẳng định điều đó. Đặc biệt ở đây chúng tôi phân tích về cái giá cả. So với giá hiện tại thì đã rẻ hơn khoảng 4-5 triệu. Bạn có thể chọn chiếc laptop này Core i7 chỉ hơn 20 triệu tí xíu cho một option rất là đẳng cấp mà khó có thể tìm đâu. Mẫu này hiện tại chúng tôi cũng rất là giới hạn khi có hàng, nên là bạn hãy order trước hay là gọi điện thoại xác nhận để chúng tôi báo cho bạn biết rằng hàng đang có mặt tại shop hay không nhé. Hiện tại nếu như bạn muốn xem sản phẩm này, xin mời đến số 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh, nơi tôi đang làm clip này. Tại đây cũng có trưng bày thêm rất là nhiều mẫu khác để bạn có thể so sánh và sự tư vấn của các chuyên gia hàng đầu của hệ thống chúng tôi, để giúp cho bạn có được chiếc laptop thật xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra và tiết kiệm cho mình những khoản tiền nào đó để cho không quan phí khi sử dụng những phần mềm. Trong máy hiện tại thì chúng ta thấy máy đã có Windows 10 đầy đủ từ bản quyền của hãng. Khi các bạn mua hàng tại đây thì bạn sẽ được trả góp với lãi suất 0% và cái thủ tục rất là dễ dàng với sự hỗ trợ từ phía ngân hàng. Khi mua máy thì bạn sẽ được tặng thêm những option như là ba lô hoặc là túi và chuột, sẽ giúp cho bạn dễ dàng đỡ hơn tốn kém trong việc đi khỏi việc tìm những phụ kiện nào đó rồi. Ngoài ra thì khi giao máy cho bạn thì chúng tôi hầu như là giao máy cho bạn là nguyên thùng, nó có option sao chúng tôi tặng như vậy, nên bạn không cần phải lo về cái giá trị của chiếc máy. Tất cả những laptop của chúng tôi khi nhập từ phía
các đối tác về, chúng tôi luôn luôn test rất là kỹ bởi nhiều thiết bị phần mềm. Các kỹ sư chúng tôi đánh giá, kiểm tra liên tục như vậy trong nhiều ngày để cho rằng là chiếc laptop thực sự đạt cái hiệu suất làm việc. Hiếm khi nào máy chúng tôi giao các bạn mà bị lỗi cả. Nên các bạn ở xa cũng hết sức an tâm khi việc chọn lựa những cái máy ở đây. Vì chúng tôi luôn luôn có cái tâm huyết muốn mang đến cái giá trị chất lượng thực sự cho các bạn trong việc sử dụng. Tất cả phần mềm chúng tôi hầu như là đã setup sẵn nên bạn cũng không cần phải quá lo. Ngoài ra nếu như mà thật sự mà máy nó xui rủi đến mức mà nó hư lỗi trong vòng 7 ngày đầu thì chúng tôi sẵn sàng sẽ đổi một bạn một mẫu khác hoàn toàn hay là tương tự để cho chúng ta không phải quá lo lắng về những cái việc phát sinh. Nếu như các bạn ở xa, ví dụ như chúng tôi đang ở Hà Nội, Việt Nam ở Hồ Chí Minh, mà nếu như bạn ở Hà Nội bạn mua máy này thì bạn chúng tôi ship về tận nơi. Nếu như trong thời gian bảo hành phần cứng mà nếu như máy bị lỗi, bạn cứ ngồi tại nhà ship thẳng đến trung tâm chúng tôi kiểm tra và sẽ gửi ngược lại bạn. Chứ không cần phải bạn phải mang máy như ngày xưa phải mà chạy đến trung tâm này bảo hành rồi ngồi đợi chờ, như vậy nó mất công thời gian của rất là nhiều người, bạn phải mất công, tôi cũng mất công. Ở chúng tôi làm việc như vậy nên chúng tôi có cái mạng lưới bán cả nước rất là tiện lợi, giúp cho khách hàng đỡ giảm chi phí vận chuyển cũng như là thời gian mà chúng ta vẫn đi tới đi lui. Ngoài hai mẫu này thì bạn có thể có thêm sự lựa chọn khác nếu như các bạn xem trên website của chúng tôi là laptop.shop.com, tại đó chúng ta có thêm những loại cạp màn hình. Rồi, nếu như các bạn yêu thích từ những mẫu khác của dòng Dell, cũng ví dụ như là Dell Precision hay là HP thì có HP ZBook, mà HP Workstation hay là Lenovo, có rất là nhiều mã như vậy. Chúng tôi sẽ cố gắng tư vấn cho bạn để các bạn có thể có được cái sự lựa chọn hoàn hảo. Bạn đang cần một laptop cho văn phòng bền bỉ và sang trọng, tích hợp nhiều ứng dụng đồ họa và giải trí từ những thương hiệu hàng đầu thế giới với mức giá chỉ từ 5 triệu đồng. Bạn sẽ dễ dàng chọn lựa với sự tư vấn bởi các chuyên gia IT hàng đầu của chúng tôi. Chào mừng các bạn đến với laptop.shop.com. Tại showroom số 617 đường 3 tháng 2 quận 10, nhiều chương trình giảm giá từ 20 đến 45% mỗi ngày. MacBook Air, HP Pavilion X360, DevOstro, Acer Aspire, Asus VivoBook, Dell Precision, HP Workstation, Lenovo ThinkPad, Surface Pro, Asus Gaming, Sony Vaio và hơn 300 mẫu laptop sách tay đang chờ bạn. Chúng tôi hỗ trợ mua trả góp với lãi suất 0%.